Ừ. Nên mình nên hơi muộn này. Ở cái phe này mình nuôi phòng. Cái gì? Bố dạy cho em cùng nhá. Uống đi. Bố dạy kiểu Đang đây.
À, nơi nơi của bạn đông phết rồi này, gần 40 người rồi này. Dạ vâng ạ. Các bạn bây giờ thầy bảo tải mana về cài, bây giờ cài mana vào rồi đúng không? Thầy sẽ hướng dẫn. Tải rồi ạ. Ờ, thầy gửi cái file hướng dẫn học mana này nhá. Manap thì nó giống như một ngôn ngữ lập trình này. Thì tưởng ở trên lớp là đã học một ít rồi nhưng chưa học nhỉ. Thì nó có thể là phần mềm xử lý, nó rất là mạnh về mặt toán học, hỗ trợ về toán học này. Rồi nó có thể mô phỏng các bài toán điều khiển tự động hoặc xử lý cơ sở dữ liệu, xử lý số tín hiệu trên ống điện. Rồi cái file simulating có thể liên kết được với các cái thiết bị phòng thí nghiệm. Rồi dùng simulating có thể lập trình được cái FPGA hoặc là PLD. Đấy là các cái chip trắng ấy. Rồi có thể dùng vẽ đồ họa, đồ thị 2D hoặc 3D vân vân. Thì đầu tiên là ta xem là MATLAB là ngôn ngữ lập trình thì người ta lập trình thế nào? Đây MATLAB là ngôn ngữ lập trình này, người ta có thể lập trình. Ví dụ như là hiển thị này, ví dụ DIP, dưới lệnh DIP và trang bị điện K44 này chẳng. Thì nó sẽ hiển thị trên màn hình, nó giống với lệnh printf ở trong C ấy. Rồi về mặt công thức toán học các thứ đều sử dụng giống C, như là cộng trừ nhân chia, rồi logic and or đảo, rồi các lệnh điều kiện như này. Trong cái file ấy thầy sẽ gửi cho các bạn để các bạn đọc và các bạn copy vào thử. Đây các cái lệnh cơ bản. Thì nếu như ở trên lớp thì thầy sẽ đánh thử các thứ, hoặc là các bạn mà bật MATLAB lên thì thầy cũng đánh thử MATLAB cho các bạn xem và mình làm theo thì nó dễ hiểu hơn. Đây ví dụ như là các MATLAB là ngôn ngữ lập trình thì ví dụ như là dùng lệnh DIP này. Lớp trang bị điện K58 chẳng hạn. Chú ý là trong MATLAB thì ở bên trong của cái dấu nháy đơn này nó hiểu là chuỗi trinh này. Enter một cái. Đấy thì nó hiển thị trên màn hình là lớp trang bị điện K58. Cái lệnh DIP nó giống lệnh printf trong C. Thế có lệnh vào dữ liệu thì người ta dùng lệnh input. Ví dụ như là n bằng này input. Đấy, như thế này. Thì nó hiểu là nếu mà cho chạy thì nó hiểu là hãy nhập từ bàn phím một cái giá trị n vào. À, bị lỗi gì nhỉ? N bằng này. Input này. À bắt buộc ở trong này nó phải có. Để xem lại cái này input xem này. À như này, n bằng này, input nhập giá trị n. À đấy, tức là ở trong cái này input này nó bắt một cái chuỗi, đấy để thuyết minh rằng là sau đấy vào là vào cái gì.
Và dữ liệu là vào gì thì người ta sẽ hiển thị là nhập giá trị n bằng này, n bằng ví dụ bằng 10 chẳng hạn. Đấy thì cái giá trị n nó bằng 10. Giá trị n bằng 10. Thì trong đây nó trên cái workspace này này, cái không gian làm việc của ManApp này nó có cái giá trị n và giá trị bằng 10. Như vậy có hai cái lệnh là lệnh scanf, à, lệnh deep và lệnh input là để vào dữ liệu. Và vào dữ liệu và hiển thị lên màn hình. Thế còn các cái lệnh như là if, lệnh chuyển hướng như là if hoặc là while, hoặc là lệnh vòng lặp là for cũng có, như là nhưng mà cái cấu trúc lệnh nó khác. Thì cấu trúc nó như nào thì các bạn có thể xem ở trong cái file bài giảng ra xem. Ví dụ là vào lệnh khai báo biến này, vào lệnh ở đây chúng ta xem là vào một cái chuỗi từ 0 đến 1 chẳng hạn, có bước là 0.01 như thế này, rồi mình vẽ đồ thị. Ở đây người ta cho phép là mình có thể vào một cái dữ liệu một lớn như là một cái chuỗi số, ví dụ như này, t bằng thời gian bằng từ 0 cho tới 0 2.0.01 này, 2.10 này, enter này. Đấy thì nó vào là 1000 dữ liệu. 1000 dữ liệu là từ 0 cho tới 10. Bước của nó là 0.01. Nên là 0.01, 0.02 vân vân. Đây nó rất là nhiều này. Đây này, t bằng như thế này. Ta nhìn này, đây, đây là các giá trị của nó. Một cái chuỗi như thế này. Mục đích của vào cái này là mình có thể là tính hàm số hoặc là vẽ đồ thị của hàm số với một cái tham số chạy từ 0 đến 10. Ví dụ có t rồi thì ví dụ y bằng, chúng ta học cái môn lý thuyết mạch chẳng hạn, hàm sin rồi ạ, y bằng 50 nhân với căn 2 đúng không, nhân với sqrt chẳng hạn, nhân căn 2 nhân sin, nhân với sin 100 pi, hoặc là nhân với 314 nhân t cộng phi đúng không, cộng 30 độ, ví dụ cộng 30 chia cho 180 là 30 độ. Phải. À, thì có được hàm y, cái y và t, sau đó chúng ta dùng lệnh plot vẽ đồ thị t y thì nó sẽ vẽ đồ thị của cái hàm số mình vừa làm lên. Không đến 10, sao đồ thị này như này nhỉ? Vì cái gì đấy? Không này. 0.01 này. Tức là có thể cả cái độ chia của mình là nó vẫn còn chưa đạt. Bởi vì t này là thời gian cho nên bộ chia của mình nó vẫn chưa đạt. Ví dụ y t mình chỉ chọn từ 0 cho tới
0.0001 giây, nhỏ hơn 1 giây. Đến ví dụ mình chọn 5 chu kỳ 1 giây. Không phải 1 giây. Giờ mình tính y. Đó, đấy. Thì phải chọn như thế bởi vì lấy mình cái độ chia của cái thời gian t mà nó lớn hơn cái nó lớn hơn thì nó sẽ bị sai. Đấy, mình thì cho nó nhỏ đi thêm thì nó sẽ bị. Đây là cầu thị hàm sin. Thấy không? Các bạn nhìn thấy không? Có. Có. Thì lớp mình cài MATLAB chưa? Cài đi. Cài xong rồi mình sẽ hướng dẫn một số, xong rồi các bạn có thể thực hành luôn hoặc là tự thực hành sau. Đây là mình vẽ lên. Thế ngoài cái chuyện là mình đánh trực tiếp ở trong cái cửa sổ MATLAB này ấy, thì chúng ta có thể tạo cái file.m. File.m là new này, file này, script này. Đã. New file script, đây tạo file.m này. Thì mình sẽ viết một cái chương trình, một cái bức trình ví dụ là tính tổng. Này tính tổng chấm m đây, xếp dưới dạng tính tổng chấm m này mà không cho lưu à. À đấy, nó bắt lưu ở bên ngoài chứ nó không cho lưu ở trong này, chắc máy tính nó nói. Sau đó trong này mình sẽ lập viết một cái chương trình, ví dụ là ví dụ một cái chương trình tính tổng như nào đi. Này, ví dụ là bây giờ tính với tổng S bằng này 1 cộng S bằng 1 cộng 1 phần 2 cộng 1 phần 3 cộng .. đi cộng 1 trên n đi. Viết một cái chương trình tính tổng như thế này. Sau đó n nhập vào từ bàn phím. Thì bây giờ thay vì mình viết ở trên cái cửa sổ MATLAB thì chúng ta sẽ viết ở trong cái file.m này, sau đó lăn nữa gọi cái này ra. Ví dụ như là ở đây mình cho s. Đây này. Ở trong MATLAB nó có cái ví dụ là cái dấu phần trăm này này là để chú thích này. Chương trình tính tổng.
sao bị mất mạng hả? Cứ nghi rồi. Sao bị mất mạng rồi? Ô, mất rồi à? Nghỉ thôi, chạy chạy cho nghỉ rồi. Để đi. Thủy ơi, tí chơi game không Thủy? Rồi. Giờ này tao nghi lắm. Ngầm mấy em cho anh hỏi là thế lớp mình thực tập có học online nhỉ? Chưa nói đi anh ơi. Chưa nói. Thực tập không học rồi. Thực tập vẫn chưa có lịch online đúng không? Đúng rồi. Có nghĩa là môn ấy không phải học online à? Môn đấy chắc là phải học trực tiếp nhỉ? Không học lại, không theo. Anh cảm ơn nhé. Vâng. Chị cờ đi. Trần lên. Giờ check xem theo tạo phòng mới cơ mà. Thầy có tạo nhóm khác không vậy? Thầy mất mạng rồi. Gần nó nấu cơm nữa. Sẽ lao nấu cơm. Bị mất à? Vâng thầy ạ. Mất thầy ạ. À.
Thế vừa nãy không xem được à? Không. Thầy bị mất mạng rồi. Nãy giờ ấy. Đây vừa nãy là mình có viết một cái chương trình một cái chương trình lưu ở trong file tính tổng này. Như thế này là tính cái tổng này đây. Ví dụ thế. Và lưu lại dưới dạng file tính tổng.m. Sau đó là mình có hoàn toàn vào desktop gọi cái tính tổng này ra, như tính tổng này. Là mình sẽ nó sẽ chạy cái file tính tổng đấy. Đây chạy dòng lệnh đầu tiên là đây là chương trình tính tổng này. Nhập giá trị n vào này. Nhập vào ví dụ bằng 5 vào chẳng hạn thì nó sẽ tính ra được cái tổng của mình. Tất nhiên cái trong cái chương trình là mình hoàn toàn có thể viết thêm những cái gì đằng sau nữa thì nó cứ viết cái nào thì nó chạy cái file đấy, à cái dòng lệnh đấy. Thế để ví dụ về một cái lệnh làm việc với các lệnh chuyển hướng như là if thì mình thử viết một cái chương trình về chương trình mới là chương trình giải phương trình bậc 2, phương trình bậc 2, giải phương trình bậc 2. Đây là phương trình thì đầu tiên để giải phương trình bậc 2 thì chúng ta phải viết phương trình bậc 2 là nhập ABC vào thì nó là AX này, bình phương cộng BX cộng C đúng không? Thì bây giờ mình vào dữ liệu hay là nhập hệ số phương trình A bằng input đây là B. C ABC xong bây giờ mình phải biện luận và tính delta giải phương trình x1 x2 đúng không? Thì biện luận thì giả sử là A, chúng ta luôn có A dương đi thì chúng ta phải đi
tính tức là A0 thì đúng không? Thì chúng ta đi tìm delta bằng là A bình phương A mũ 2 trừ 4 nhân A nhân C B bình phương B bình phương trừ 4 AC được. Thôi mình chỉ biến luận delta bằng delta dương thôi. If này delta delta bằng không thì sao? Thì x thì một bằng là delta mà bằng không thì x chỉ một thì có phải là bằng c chia a không nhỉ? C chia a x chỉ hai nghiệm kép L L trong mình là if delta dương lớn hơn không thì x một bằng trừ b cộng sqrt căn delta trừ b cộng căn delta tất cả đúng nhỉ? chia hai nhân a x2 là trừ b trừ căn delta chia 2 a delta dương chỉ là thì delta âm thì sao? L delta nhỏ hơn không delta nhỏ hơn không chúng ta học trục phức rồi là chúng ta cũng biết chúng ta đều hoàn toàn giải được đúng không? Thì chúng ta mà x thì bằng x thì một bằng trừ b thì cái này nó ra trục phức trừ b với căn của trừ delta nhân y trong mana thì như y nó hiểu là số biết cái bù phức thì phải bố mẹ từ sáng ra phải nào mày điên à x hai bằng là trừ b trừ căn trừ y này n cái này là n cái y ở trong này nha, xong rồi chúng ta phải n cái này nữa đấy, n cái y trong này xong lại n một cái nữa đâu rồi là n cái
Ship ở trên kia xem còn không. Đấy. Hình như cái này bị lỗi này. Hết rồi. Để nào chúng ta sẽ biện luận cái phương trình bậc 2 mà có ABC và biện luận cái delta. Bây giờ chúng ta thử cho thử cái lệnh ở dưới là div hiển thị ra màn hình IC1 và div IC2. Xếp lại này. Chạy lại này. A bằng 1 này, 2 này, 3 này, C bằng 1, 2, 3. Thì ra IC1 bằng 6, IC2 bằng -8 đấy. Đúng không? Và đây mình đánh là giải phương trình bậc 2 thì nó sẽ chạy A này, 1 này, B bằng -5 đi, C bằng 6 đi thế nào, C bằng 4 đi thế nào. Tức là A cộng B cộng C bằng 0 thì một nghiệm 1, một nghiệm bằng C trên A đúng không? Một nghiệm bằng 1, một nghiệm bằng 4. Đúng rồi. Thế bây giờ mình cho delta âm đi xem nào. Delta âm A bằng 1 này, 2 này, C 4 là C 5 đi xem nào. Delta âm B bình phương trừ 4 AC. Cái này bị lỗi cái gì đúng không? Cái này tính số phức là chưa được này. Chỗ này là nó phải ra số phức này. Chỗ này chưa ra số phức. Chỗ này delta âm là nó phải tính ra số phức này. Hay là phải định nghĩa cái giá trị Y với Z này. À đây nó bảo là phải ghi là 1y nha. Nó bảo là hãy thay thế cái yz này bằng 1y. 1y. Đúng không? Cái này ghi là 1y này là nó là số số phức này. Đấy thì A bằng 1 này, 2 này, 5 này. Đấy, 1, 2, 5 thì nó mới ra là số phức. 2, 5 thì nó mới ra là số số phức. Đây thì cái hai nghiệm của nó là số phức này. Đấy là mình biện luận cái phương giải phương trình bậc 2. Cái này để làm gì nhỉ? Để các bạn biết là trong MATLAB nó cũng lập trình như bình thường. Vẫn lập trình như là các ngôn ngữ Pascal hoặc là C mà các bạn được học. À, đây là cái chương trình giải phương trình bậc 2 các bạn. Các bạn có thể ấy thì mình các bạn đánh lại hoặc là mình đẩy cho các bạn copy. Làm nào được nhỉ? Có đang chạy MATLAB không?
Đấy, trong cái chat này thì gửi cho các bạn, nếu mà các bạn cài Manav thì các bạn vào mở, các bạn viết cái chương trình thử ra. Rồi mình có thể làm các cái chương trình khác. À, các chương trình khác. Trong Manav thì nó có vẽ đồ thị. Cái công cụ vẽ đồ thị rất là hay. Như cái vẽ đồ thị vừa nãy là chúng ta vẽ thử cái hình sin rồi nhá. Giờ trong cái, giờ thầy mở một cái đề thi. Như thế này. Như một cái đề thi là sử dụng MATLAB. Vẽ đồ thị hàm số như thế này. Rồi sử dụng simulating tìm mẫu PD như này. Sử dụng mana vẽ đồ thị hàm số như thế này, x chạy từ 5 trừ 5 đến 5 và hàm số là x mũ 3 cộng 2x bình phương trừ 5x cộng 1 à cộng 4. Như vậy chúng ta sẽ làm như thế nào? X chạy từ x bằng này trừ 5 2 chấm, như mình đặt là 0.01 đi đến năm. Đây là khai báo một cái chuỗi là từ trừ 5 đến 5 và bước là 0.01 1%. Sau đó fx tính bằng gì? Các bạn vẫn đang xem đấy chứ? Dạ vâng. Vâng, bắt xem là thầy. Thì để xem là cái đề của đấy đây. X bình mũ 3 cộng 2 x bình phương. Cộng 2x bình phương trừ 5x cộng 4. Chúng ta đánh nhé. X bằng x mũ 3. À đây mức mũ 3 vì trong mắt nát nó hiểu là mũ 3 ta phải chấm một cái nhé. Xong rồi mũ 3 này. Cộng 2x bình phương trừ 2 nhân x chấm bình phương. Trừ 5 nhân x cộng 4, ví dụ thế. Đấy, thì enter một cái thì này, trong này là có x này, trong cái không gian làm việc này có x và cái fx này này. Sau đó chúng ta sẽ dùng lại plot để vẽ đồ thị của nó, x và fx. Thế thôi là chúng ta vẽ được đồ thị hàm số. Như gần 3 lệnh là chúng ta có thể để bài thi nữa, để chúng ta biết cách làm cái này thôi, không có gì cả. Tất nhiên là có những cái tại sao lại dấu chấm ở đây thì mình phải biết là trong trong này nếu như nếu không có dấu chấm thì nó hiểu ma trận nhân ma trận, trong mắt nam ma trận nhân ma trận thì cái điều kiện số hàng số cột là nó phải đảm bảo. Ở đây của mình là một cho một chuỗi mà lại này thì nó báo lỗi ngay. Nó sẽ báo lỗi nha.
10. Trong cái phần chat này thầy có gửi hai cái file ấy lên các bạn nhìn thấy không? Bây giờ thầy gửi cái tài liệu. Thầy gửi cái tài liệu là cái file tin học ứng dụng này. Cả mấy cái đề thi phát theo cái bài giảng với cả cái mấy cái đề thi quan về luyện thử làm mấy cái bài trong cái đề thi nhá. Dạ vâng ạ. Bây giờ vâng ạ. Thử bây giờ cài rồi đấy, thử làm giải phương trình bậc 2 rồi làm mấy cái đề ở trong bài thi xem nào. Đây này. Ví dụ cái này này. Một vài bài ví dụ là vẽ đồ thị hàm số như này à. Các bạn mở ra xem. Tất nhiên cái này để thi mẫu thôi, xong rồi ta sẽ tính sau nhá. Thử đi. Các bạn thử bài đấy rồi thử bài khác như này chẳng hạn, xem có lỗi gì không. Thank you.
Quản đáp đấy à? Nghỉ ra anh em. Làm bài tập bây giờ. Nghỉ rồi. Mày nghỉ. Thủy đi theo anh Thiên. Thầy bảo làm cái kia kìa. Nghỉ nấu cơm thôi. Quá mõm bây giờ. Mày trật tự đi. Vào, vào đánh cơ đi các bạn ơi. Học cả đánh cơ luyện não đi. Hoan đang ở Hà Nội à? Quan thử vào copy vào chạy chưa? Làm sao nhìn được thấy cả lớp nhỉ? Các bạn tắt hết mic chưa đúng không? Thầy bấm vào cái bên cạnh nút đỏ thầy ạ. Lớp nhìn mặt nhau thảo luận gì nhỉ? Chả nhìn thấy ai cả. Như thế này còn nhớ lớp không? Nhớ lắm rồi thầy ạ. Em nhà chả lắm rồi thầy ạ. Em nhớ câu giấy lắm rồi. Thế mà Hà Nội hôm qua nó lại dính thêm 6 ca nữa thì bao giờ, 7 ca nữa thì bao giờ bọn em được đi học? Ừ, cái này chả biết được. Nhớ thì bật cam lên các bạn ơi. Chưa biết bao giờ đi học lại được. Thôi mẹ mì mặn, mặt mình nát á. Buồn. Chắc là nghỉ hết tháng 3 này. Nó đang tính nghỉ hết tháng 4 rồi kìa bạn kìa. Hơi căng. Lúc bây giờ sức khỏe tính mạng là quan trọng các em ạ. Giờ nhìn thấy bọn Mỹ, bọn Ý nó như thế. Lắm thời. Chữ được là tốt đấy. Nhưng mà em thấy học ở online thì hơi bất tiện nhưng mà thi nó ảnh hưởng đấy. Tất nhiên rồi. Phải bươn trải trên Hà Nội này. Thôi nói chung là nó sẽ chương trình các thứ nó sẽ bớt đi. Không sao cả đâu. Phải nhưng mà nào. Như thế thì lịch thi của nhà trường có đẩy lùi không rồi? Chắc là có đẩy lùi thôi. Chắc tầm một tháng ạ. Nói chung là mình học hành các thứ thì mình tự học các thứ được. Chứ còn nhiều cái, nhiều ngành, nhiều ấy là người ta còn thiệt hại các thứ nhiều ấy. Chứ mình thì còn đỡ. Giáo dục rồi chúng ta học ở nhà cũng được. Thì chứ nhiều nơi người ta còn phá sản các thứ. Rồi tương lai không biết thế nào. Hy vọng là nó không bùng phát ở mình. Thế thêm mấy cái lịch học lại với lại học buổi tối thì sao hả? Có tổ chức không? Cái đấy thì do nhà trường thôi, cũng chưa biết được. Lớp ơi. Đi đâu rồi? Các bạn tắt hết mic với cả camera đúng không? Thầy chả nhìn thấy bạn nào cả. Vâng. Đúng rồi. Tắt hết cam. Mấy bạn bật cam lên cho mấy em nhìn kìa. Thầy muốn nhìn, thầy nhớ em thì bọn em bật cam lên ạ. Nhớ em hay gì? Bật cam lên xem nào. Tùng nhắn tin hỏi, biết đánh. Bật cam lên cho thầy ngắm mắt kìa. Chả nhìn thấy em chứ thầy. Thì nhớ em thầy, thì nhớ em hay gì? Thầy cũng tên bạn con. Nhớ nhìn thấy bạn nào? Bạn Trung có về phải thấy ai đi học bọn thầy. Em bật cam rồi thầy. Bạn đối với Trung bạn bật tắt wifi để học nhà bạn tiệm thầy ạ. Em bật hết rồi thầy. Nhưng mà nhìn ở đâu? Vào đâu nhìn nhỉ?
Nó hiện lên đấy rồi. Vương Minh Tuấn. Chào được chú cất ý đi nào. Ê, có nhìn thấy bạn Nguyễn Đình Diện à? Dạ vâng thầy. Đâu nhìn thấy em hả? Em bật thôi. Bạn Minh Tuấn bật cam đi bạn Minh Tuấn. Bật từ đây không? Thế cái vừa rồi các bạn có thử trên Man Nam chưa? Cài chưa? Cài rồi thế ơi. Vẫn đang crack thầy ạ. Crack phải tắt mạng, đang crack cái gì? Thì thầy có gửi cho các bạn cái các cái file này. Thì các bạn tự lập trình, tự thử nhá. Bởi vì coi như cái phần lập trình là chúng ta sẽ học thế thôi, rồi hôm sau, buổi sau chúng ta sẽ học về simulating. Vì trong đề thi là nó có phần vẽ hàm số này và phần simulating. Buổi sau chúng ta học về simulating nhá. Thì bây giờ các bạn phải cài vào và thử và tự học cái kia đã. Thầy có gửi ở trên cái phần chat ấy, các bạn nhìn thấy không? Dạ, bọn em thấy rồi. Đã. Sao mình chưa thấy nhỉ? Chưa thấy thầy ơi. Và phần tab ấy. Chat đây nè. Tên nữa. Vào phần tab chưa? Ấn enter thầy ơi. Enter thầy ơi. Enter thầy ơi. Và phần tab ấy, phần tab còn hẳn rồi mà. Và phần tab ấy. Rồi ạ. Đấy, ở cái phần chat. Rồi, được rồi thầy ạ. Học này bất tiện thật đấy. Vâng. Có phải mở máy thì chìm luôn lên được. Lên lớp thôi thầy ạ. Lên lớp là tốt nhất. Bạn Tuấn Anh quá à, Hà Nội đấy thầy ạ. Hả? Em thèm lên lớp rồi ạ. Bây giờ các cụ họp ở trường các thứ là cũng họp online hết rồi. Làm chương trình rồi các cái công việc gì cũng online hết. Các bạn đang ở quê hay lên Hà Nội rồi? Ở quê hết rồi. Em ở quê rồi. Em là mấy thằng ở Hà Nội. Em vẫn đang ở trên Hà Nội bươn chải. Có mấy thằng ở trên Hà Nội nó bị xích hết rồi thầy ạ. Bị xích à? Vâng, Tuấn Anh bị xích rồi thầy ạ. Em vẫn phải ở trên Hà Nội bươn chải cuộc sống. Ai mà có phải tiếp xúc với người bị mắc thì bị cách ly chứ? Ai mà không tiếp xúc thì sao phải cách ly đâu? Ở chỗ thầy có người bị cách ly không thầy? Không có. Ở trò gần chỗ trò em có hai người bị cách ly liền. À, chỗ trò. Dạo này các em du học sinh ở nước ngoài về bị nhiều lắm. Đang bị chỉ trích. Đấy, du học sinh ở nước ngoài về bị nhiều rồi. Hy vọng là chưa xong rồi mới thả về cộng đồng, chứ không về cộng đồng nguy hiểm quá. Thank you.
Thì thôi buổi hôm nay thì về các bạn thực hành nhá. Alo. Các bạn thực hành cái văn áp vào thực hành một cái lập trình đi. Trong buổi sau chúng ta học Simulink. Dạ vâng. Nhá. Vâng. Ở đây chào chào các bạn nhá. Vâng. Anh em đừng có bỏ nha. Nhớ bật. Yeah.